các bạn đang xem vlog của Juno. Hôm nay Juno muốn chia sẻ với các bạn một homestay khá là đẹp, yên tĩnh và quan trọng là giá cả thì cực kỳ mềm. Mời các bạn theo chân của Juno để khám phá Bọt Biển Homestay nhé. Từ ngoài bước vào thì các bạn có thể thấy là hai bên là các dãy phòng với nhiều màu sắc rất là bắt mắt và được kết nối với nhau bởi dàn hoa leo. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy từng phòng trong homestay nó được thiết kế như thế nào nhé. Đây là phòng một giường dành cho hai người lớn. Trong phòng thì có bàn ghế, tủ quần áo, máy quạt, máy lạnh, máy nước nóng. Nói chung là đầy đủ tiện nghi đấy. Chỉ riêng tivi và tủ lạnh á thì được đặt ở khu vực chung để cho mọi người có thể sử dụng. Còn đây là phòng một giường lớn và một giường nhỏ dành cho ba người lớn. Tiện nghi trong phòng này thì cũng giống như phòng một giường thôi. Thì cũng có bàn ghế, tủ quần áo, máy quạt, máy lạnh, máy nước nóng. Nói chung là đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra thì homestay cũng có thêm dịch vụ giặt ủi nè, cho thuê xe máy, bán các tour trong ngày để khám phá các địa danh du lịch nổi tiếng như là Suối Tiên Mũi Né, Đồi Cát Bay, Đồi Cát Trắng, vân vân, rất là nhiều. Tiếp đến là phòng gia đình. Phòng này thì có hai giường dành cho bốn người lớn. Ngoài những cái tiện nghi như ở hai phòng trước thì phòng này được trang bị thêm tivi. Bọt Biển Homestay thì nằm ở trung tâm Mũi Né các bạn à, gần chợ Mũi Né, bưu điện Mũi Né. Máy ATM thì cách homestay khoảng 500m thôi. Phía trước homestay là trạm xe buýt số 1 và số 9. Đây là hai tuyến xe buýt đi vào trung tâm Phan Thiết và cũng đi ngang trung tâm resort. Khu tiểu cảnh cũng góp phần mang đến không gian xanh cho homestay. Cuối cùng là phòng tập thể dành cho 6 người lớn. Với các giường khá là thoải mái đó các bạn à. Phòng này thì thích hợp cho nhóm các bạn đi du lịch cùng nhau. Sức chứa tối đa có thể lên tới 10 người trong cái căn phòng này. Còn một điều lưu ý mà Juno muốn chia sẻ với các bạn đó là tất cả các phòng, nếu bạn muốn kê thêm giường phụ á, thì các bạn cứ liên hệ với lễ tân. Nếu mà chúng ta có phát sinh thêm một người bạn nữa đấy thì chúng ta có thể liên hệ với lễ tân để sắp xếp một cái giường phụ. Xung quanh các phòng là các khoảng xanh được homestay chăm chút để mang đến sự trong lành cho các bạn khi đến lưu trú tại homestay. Các bạn có thể thấy là trước mỗi phòng là bố trí bàn ghế để du khách có thể ngồi. Một điều đặc biệt ở Bọt Biển Homestay đó là các bạn có thể nấu ăn rất là thoải mái. Nhưng nhớ là phải tự dọn dẹp gọn gàng sau khi các bạn sử dụng đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem vlog của Juno. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.